Thì vừa lúc nãy chị cũng đã chia sẻ với các bạn là nhà tuyển dụng sẽ truy tìm những cái từ khóa, và những cái từ khóa này thực sự là nó sẽ đánh giá các bạn như thế nào. Thì thông thường ấy, tất cả các vị trí thì đều có những cái tiêu chí đánh giá khác nhau. Thế nhưng mà chung quy tóm lại thì cũng sẽ quy về 5 cái tiêu chí chính. Tiêu chí thứ nhất là về kinh nghiệm làm việc. Tiêu chí thứ hai là về chuyên môn học vấn của các bạn. Tiêu chí thứ ba là về thái độ. Tiêu chí thứ tư là mức độ phù hợp. Tiêu chí thứ năm là khả năng gắn bó. Thì nó sẽ xếp theo thứ tự quan trọng nhất, là yếu tố đầu tiên sẽ là yếu tố quan trọng nhất, chính là yếu tố về kinh nghiệm. Yếu tố này kinh nghiệm thì, nhưng mà nó lại đặt ra một cái bài toán là những cái bạn sinh viên chưa ra trường thì liệu là kinh nghiệm ở đâu, đúng không? Thế nên là với những cái vị trí mà xác định là công ty sẽ tuyển những các bạn sinh viên mới ra trường thì đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng, nhưng mà sẽ không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi vì sao? Bởi vì kinh nghiệm thì làm lâu sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Rồi yếu tố thứ hai là yếu tố về chuyên môn và kỹ năng làm việc của bạn. Thì cái này nó lại liên quan tới cái việc là các bạn phải có kinh nghiệm làm việc thì các bạn mới có kỹ năng, đấy là cái sự thành thục trong công việc và cách các bạn nhìn nhận về một vấn đề. Thì đó lại quay lại trở lại cái bài toán là phải có công việc, phải có kinh nghiệm trước thì mới có chuyên môn và kỹ năng được, và cùng với đó là phải có một cái trình độ học vấn như thế nào đấy tương đương với vị trí công việc đó. Thì hai cái yếu tố quan trọng nhất trên đầu thì đa phần các bạn sinh viên năm 3, năm 4 ở đây sẽ rất là khó để đáp ứng được. Thì chị gợi ý cho bạn một trong những cái yếu tố mà các bạn chị nghĩ là ai cũng có thể làm luôn được, và cũng là một những yếu tố ghi điểm cao, đấy là yếu tố về thái độ các bạn. Thì yếu tố về thái độ như thế này thì nó sẽ đánh giá ở nhiều mặt. Ví dụ như là thái độ các bạn nhìn nhận về một vấn đề như thế nào, khi mà các bạn gặp một khó khăn thì các bạn chán nản hay là các bạn tích cực, các bạn nghĩ cách để các bạn vượt qua nó đó. Và điều đấy nó sẽ thể hiện được nhiều hơn khi bạn tới phỏng vấn. Và tuy rằng là trong cái bản CV như thế này nó cũng sẽ phần nào đấy thể hiện cái thái độ của bạn. Và chị vẫn nhấn mạnh rằng đây không phải là yếu tố đầu tiên mà nhà tuyển dụng, không phải yếu tố quan trọng nhất mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá các bạn, nhưng mà nó cũng sẽ là một trong những yếu tố mà sẽ ăn điểm rất là lớn đối với các nhà tuyển dụng. Thì đây là một trong những cái khảo sát do những người làm nghề nhân sự do Eric tổ chức năm 2016 về cách viết CV. Thì đây là một trong số những cái yếu tố theo cái mức độ mà được nhà tuyển dụng đánh giá. Thì như chị vừa nói ấy, yếu tố về kinh nghiệm và chuyên môn kỹ năng sẽ là những cái yếu tố được điểm cao nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nó nói tới cái sự phù hợp của các bạn đối với công việc, và nó là cái cách nhìn nhận rõ nét nhất. Thế nhưng mà tuy nhiên là trong cái bản CV của bạn ấy, nó có một cái yếu tố được đánh giá khá là cao mà các bạn rất là hay bỏ qua. Khi mà mình làm luôn được này, yếu tố này cũng được điểm cao này, thì chẳng có lý do gì mà mình bỏ qua. Đấy là cái yếu tố thứ ba này ạ, là cái yếu tố về bố cục rõ ràng và dễ đọc này ạ. Tại vì sao ạ? Bây giờ các bạn cứ thử đặt mình vào nhà tuyển dụng đi, và đưa ra cho các bạn hai cái bản CV, một cái bản rất là đẹp, có cái bố cục thuận mắt, chia ra thành những chức năng, kinh nghiệm ở chỗ này, rồi là hoạt động ở chỗ này, rồi chuyên môn ở chỗ này, rồi các kỹ năng khác ở chỗ kia. Thì khi mà mình là nhà tuyển dụng, mình đọc vào mình rất là có thiện cảm với những cái bản CV như vậy, hơn là những cái bản chỉ ghi những cái gạch đầu dòng, giống như là chúng ta gõ một văn bản ở Word, đúng không? Thì nó sẽ có sự khác biệt. Chính vì thế, hãy ghi điểm ở những cái yếu tố rất là nhỏ thôi. Ngoài ra thì lại có những yếu tố về ngữ pháp chẳng hạn, hoặc là những cái từ khóa, thì đấy là những cái các bạn có thể ghi điểm ngay được. Nhưng mà những yếu tố về thành tích hoặc là học vấn, rồi mục tiêu vân vân, thì đấy là những yếu tố cũng ghi điểm. Nhưng mà tùy vào những bạn, thì bạn ấy, lúc mà viết CV bạn chỉ có thành tích như vậy thôi, và rất là khó để cải thiện, hoặc cải thiện nó cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn là cái mục mà chị vừa chỉ cho các bạn, nó sẽ cải thiện ngay được đó. Thì đấy là một trong những cái chị nghĩ rằng nên lưu ý để có một bản CV hoàn chỉnh.